Thomas Tuchel đã chính thức có màn ra mắt và đặt bút ký vào bản hợp đồng, trở thành huấn luyện viên trưởng của Bayern Munich. Theo đó, vị chiến lược gia sinh năm 1973 này dẫn dắt hùng xám xứ Bavaria đến tháng 6 năm 2025. Tuchel cho biết ông tự hào và phấn khích khi được Bayern Munich chọn để ngồi vào chiếc ghế nóng, đồng thời tự tin cùng đội bóng giành nhiều danh hiệu. Tôi thật vinh dự và tự hào khi được Bayern Munich lựa chọn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng dành cho tôi tới Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić, Herbert Heiner và Uli Hoeneß, Tuchel chia sẻ. Chiến lược gia người Đức cũng cho hay Bayern Munich là một trong những câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới. DNA của họ là giành chiến thắng và đó là con đường duy nhất. Đội hình của Bayern Munich là tập hợp những cầu thủ tài năng và tốt nhất ở châu Âu. Đội bóng có thể thách thức mọi danh hiệu với đội hình này. Điều đó khiến tôi chịu áp lực, nhưng với Bayern Munich, chúng tôi sẽ giành mọi danh hiệu. Bản thân Tuchel cũng từng có giai đoạn làm việc tại Bundesliga, nên ông được dự đoán sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi với Bayern. Hậu vệ Joao Cancelo, người đang thi đấu cho Bayern dưới dạng cho mượn từ Man City, cũng rất háo hức được làm việc với tân huấn luyện viên Thomas Tuchel và anh đặt mục tiêu cùng Bayern Munich vô địch Champions League mùa giải năm nay. Sau trận đại thắng 4-0 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Liechtenstein ở lượt trận giải quân tại bảng G vòng loại Euro 2024, Cancelo cho biết: "Bây giờ tôi mới biết tin về Nagelsmann, tôi biết mình sẽ không còn tìm thấy ông ấy khi trở lại Munich. Ông ấy muốn tôi ở Bayern và tôi muốn cảm ơn ông ấy vì điều đó." Về phần Tuchel, ông từng khiến tôi thua một trận chung kết Champions League, vì vậy tôi hy vọng ông sẽ giúp tôi giành được danh hiệu ấy trong mùa giải năm nay, hậu vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ. Tuchel quả thực là một huấn luyện viên có triết lý rõ ràng. Chiến lược gia người Đức phát triển bản thân qua nhiều mùa giải, thích nghi từ lý tưởng Jürgen Pressing trong những năm đầu ở Dortmund sang sơ đồ 3-4-3, thực dụng hơn với Chelsea. Bất cứ nơi nào đặt chân đến, Tuchel đều xây dựng nên hệ thống chiến thuật một cách chi tiết. Chính dự án rõ ràng đủ sức thuyết phục của Tuchel khiến Bayern quyết tâm thay đổi. Bayern đang ở một thời điểm bấp bênh trong mùa giải. Họ xếp thứ hai ở Bundesliga và sẽ thi đấu tại tứ kết Champions League trong 3 tuần nữa. Đây là lúc thích hợp để Tuchel có thời gian đưa mọi thứ trở lại đúng với quỹ đạo. Hơn thế nữa, Tuchel rất linh hoạt về mặt chiến thuật. Ông không cố định trong một sơ đồ nào mà sẽ lựa chọn tùy theo nhân sự của đội bóng. Với Dortmund, Tuchel thường sử dụng đội hình 4-1-4-1 và 4-2-3-1. Tại Paris Saint-Germain, Tuchel chủ yếu chơi với sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, ông cũng rất tích cực thử nghiệm khi từng dùng tới 10 đội hình khác nhau cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Tại Chelsea, Tuchel được biết đến là người thường xuyên thay đổi cầu thủ trong thời gian đầu nhiệm kỳ của mình. Ông đã thực hiện 39 thay đổi với đội hình xuất phát trong 10 trận đấu ở Premier League từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021. Tại Bayern, Tuchel có thể giúp đội bóng này biến hóa khôn lường và trở nên cực kỳ khó chịu tại đấu trường châu Âu. Đó có lẽ là lý do chính khiến hùng xám quyết định mời ông về ngay lập tức để tránh bị Real Madrid hay Tottenham cua mất. Hiện tại, Bayern Munich của Thomas Tuchel vẫn còn nguyên cơ hội để giành được cú ăn ba danh giá ở mùa giải năm nay. Bayern Munich là đội duy nhất toàn thắng ở mặt trận Champions League mùa này, giữ sạch lưới 7 trong 8 trận đấu. Tuy nhiên, tại Bundesliga, đội bóng xứ Bavaria lại không có được sự ổn định như vậy, với 3 thất bại và 7 trận hòa, xếp thứ 2 sau Dortmund với 1 điểm ít hơn. Tuchel sẽ bắt tay vào huấn luyện cầu thủ Bayern Munich từ thứ 2 tuần sau. Sắp tới trước mặt hùng xám xứ Bavaria là một thi đấu cực kỳ căng thẳng. Ngay sau đợt tập trung cho tuyển quốc gia vào tháng 3, Bayern sẽ bước vào trận Tourmalet của mùa giải, đặc biệt trong đó có 3 trận đấu được xem là quyết định cả mùa giải này của đội chủ sân Allianz Arena. Đó là các trận gặp Borussia Dortmund vào ngày 1 tháng 4 tại vòng 26 Bundesliga, cùng 2 lượt trận đi và lượt trận về tại Man City tại tứ kết UEFA Champions League diễn ra vào lúc 2 giờ theo giờ Việt Nam, lần lượt vào các ngày 12 và 20 tháng 4. Đây đều là những thử thách không nhỏ cho Tuchel, nhưng nếu vượt qua, ông sẽ cho tất cả thấy vì sao Bayern lại quyết định chọn mình chứ không phải bất kỳ một huấn luyện viên nào khác. Đầu tiên vào ngày 1 tháng 4 là trận đấu có thể coi là trận chung kết và là trận đấu then chốt cho cuộc đua vô địch tại Bundesliga khi Bayern sẽ chạm trán Borussia Dortmund trên sân nhà. Nói về trận đấu sắp tới, Tuchel cho biết Bayern sẽ gặp Dortmund ở ngay trận ra mắt của tôi. Đây là thách thức thực sự lớn, trận siêu kinh điển của bóng đá Đức, vì vậy tôi rất mong chờ màn so tài này. Tôi muốn có thêm một vài buổi tập nữa nhưng tôi biết mình sẽ không có quá nhiều thời gian khi nhìn vào lịch thi đấu và thời gian các thủ trở về từ đội tuyển quốc gia. Nhưng nó cũng không phải là vấn đề vì hiện tại đội bóng không cần phải thay đổi quá nhiều trong hệ thống hoặc bất cứ quy trình nào. Tuchel sẽ không gọi điện nói chuyện với các thủ Bayern đang tập trung đội tuyển quốc gia mà ông chờ họ về để trao đổi trực tiếp. Ông muốn tạo một nốt thăng ngay ở trận đấu ra mắt đội bóng gặp Dortmund trên sân Allianz Arena thứ 7 ngày 1 tháng 4. Trận đấu sẽ hấp dẫn ở tầm cao mới khi Dortmund đã có phong độ cao, còn Bayern phải bám đuổi trên bảng điểm. Tân huấn luyện viên của Bayern nói thêm,
Tại Bundesliga, Bayern đang có trong tay 52 điểm sau 25 vòng đấu, xếp thứ hai chỉ với 1 điểm ít hơn Dortmund. Tuy vậy, ngôi đầu sẽ trở lại với hùm xám nếu họ đánh bại đối thủ chuyển kiếp vào cuối tuần sau, và đương nhiên cơ hội vô địch khi đó cũng nằm trong tay của đội chủ sân Allianz Arena. Họ có cho mình lợi thế và quyền tự quyết trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc. Nhưng nếu để thua ở trận đấu này, Bayern sẽ gặp phải khó khăn lớn trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu quốc nội, thứ mà họ đã giành được trong 10 mùa giải liên tiếp. Khi đó tâm lý cao thủ cũng trở nên căng thẳng hơn, vì trước mắt họ không chỉ có Bundesliga, đặc biệt áp lực lớn nhất sẽ được đè nặng lên đôi vai của Tuchel. Ngày 1 tháng 4 còn là ngày cá tháng 4 và dĩ nhiên các cổ động viên của Bayern không hề mong muốn nhận bất cứ một cú lừa nào cả. Điều họ mong muốn trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel đương nhiên là một chiến thắng. Rạng sáng ngày 12 tháng 4, tại lượt đi tứ kết Champions League, Bayern sẽ có cuộc đụng độ được dự báo là rất căng thẳng với thách thức mang tên Manchester City tại sân Etihad. Trong những trận đấu lớn kiểu như vậy, gã khổng lồ nước Đức phải cho thấy tầm ảnh hưởng và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Bayern từng chạm trán Man City 6 lần tại Champions League, tất cả đều ở vòng bảng với chiến thắng chia đều cho hai bên. Vì vậy cơ hội chiến thắng được chia đều cho cả hai đội. Về phía Tuchel, chiến lược gia người Đức được coi là cơn ác mộng của Pep Guardiola trong những mùa giải gần đây. Vì vậy dễ hiểu khi Bayern chọn một huấn luyện viên mà Guardiola sợ nhất. Cựu huấn luyện viên Barcelona thừa nhận: "Tuchel thật sáng tạo, một trong số ít huấn luyện viên mà tôi không ngừng học hỏi để phát triển thành một huấn luyện viên giỏi hơn. Ông ấy xuất sắc trong mọi khía cạnh. Tuchel làm cho bóng đá thế giới trở nên tốt hơn." Tuchel đạt được thành công đáng kể trước Guardiola khi còn dẫn dắt Chelsea đánh bại Man City 3 lần liên tiếp kể từ khi chuyển tới nước Anh, bao gồm cả trận chung kết Champions League năm 2021. Huấn luyện viên Tuchel giúp Chelsea lên đỉnh cao khi vô địch Champions League mùa 2020-2021 với việc cập bến câu lạc bộ vào giữa mùa. Vậy nên các fan Bayern rất kỳ vọng Tuchel sẽ lại tái hiện kỳ tích này khi đến với đội chủ sân Allianz Arena. Tới rạng sáng ngày 20 tháng 4, trận lượt về diễn ra trên sân nhà Allianz Arena của Bayern. Diễn biến của trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả của lượt đi. Chưa biết tỷ số của trận lượt đi sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả trong trận đấu lượt về này sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Ngoài hai đấu trường quan trọng kể trên, nhà đương kim vô địch nước Đức cũng đã vào tới tứ kết cúp quốc gia, nơi họ sẽ đối đầu Freiburg vào ngày 5 tháng 4 sắp tới. Đây cũng là một danh hiệu mà hùm xám xứ Bavaria rất khao khát nhằm hướng tới tham vọng ăn bà trong mùa giải này, điều mà đội bóng đã làm được lần gần nhất vào mùa giải 2019-2020. Xét về tính chất cũng như sự căng thẳng, cúp quốc gia Đức không thể so bì với Bundesliga hay đặc biệt là Champions League, nhưng với tham vọng và danh hiệu của Bayern, gã khổng lồ nước Đức có thể cũng sẽ tập trung hết mức cho giải đấu này không thua gì hai giải đấu kể trên. Hơn ai hết, người đang chịu nhiều áp lực nhất lúc này là Thomas Tuchel khi ông tiếp nhận Bayern trong thời điểm gần như là quan trọng nhất của đội bóng ở mùa giải như thế này. Sự tự tin là có nhưng cũng phải hết sức dè chừng khi nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, đặc biệt là các trận đấu ở ngay trong tháng 4 khi mà nó có thể quyết định thành bại của cả mùa giải hùm xám xứ Bavaria.